Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 3 yêu cầu các bộ ngành liên quan nghiên cứu và triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine nhằm từng bước mở lại đường bay quốc tế. Theo cổng thông tin chính phủ, yêu cầu nêu trên được đưa ra tại cuộc họp với các địa phương về phòng chống COVID-19. Ông Phúc được dẫn lời cho biết đã nhận được kiến nghị của Hội đồng Tư vấn Du lịch về hộ chiếu vaccine. Tin cho hay, người đứng đầu chính phủ sau đó đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Bộ Ngoại giao nghiên cứu vấn đề này, trong đó có kinh nghiệm các nước để đề xuất rõ hơn với chính phủ. Ông Phúc lên tiếng như trên cùng ngày Ủy ban châu Âu công bố về đề xuất hộ chiếu vaccine có giá trị đối với tất cả các thành viên của Liên minh châu Âu nhằm đảm bảo việc đi lại tự do và an toàn của các công dân của khối này trong thời gian xảy ra đại dịch. Lãnh đạo chính phủ Việt Nam cũng nêu lên mục tiêu kép đó là phòng ngừa, chống dịch hiệu quả, vừa bảo vệ sức khỏe của người dân, đưa cuộc sống trở lại bình thường để phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Tính đến ngày 18 tháng 3, theo Bộ Y tế, Việt Nam thông báo ghi nhận có 2.570 ca nhiễm COVID-19 và 35 trường hợp tử vong.